Xin kính chào tất cả các bác. Em tiếp tục lại lên sóng máy điều hòa di động. Mùa này bán máy rửa bát hơi chậm thì chủ yếu là bán máy điều hòa. Việt Nam mình thì cứ mùa nào thức đấy thôi. Cái gì mùa nào bán chạy thì ta bán nhiều. Mùa đông thì bán máy rửa bát gọi là phục vụ không xuể. Mùa hè thì lại điều hòa. Các bác nhu cầu mua rất là nhiều. Một con máy rất là đẹp các bác nhé. Con này nguyên bản em chưa lau chùi mấy đâu. Vỏ vẫn nguyên zin các bác này. Chưa lau chùi mấy nhá. Về vẫn còn nguyên đấy. Con này sản xuất 2014 các bác này. Máy cực đẹp luôn. 514 nhá. Con máy phải nói là không có gì để chê. Cực đẹp, hình thức. Ngồi trước cửa gió lạnh buốt luôn ạ. Cửa gió đang thổi lạnh buốt tay luôn nhá. Đây. Đây. Hai ơ các bác này, đàn xanh lè luôn. Dùng cho phòng khoảng 10 đến 15 m2 các bác chạy thoải mái. Tuy nhiên thì phòng càng bé thì càng mát nhanh. Cửa gió rất là lạnh. Một con máy xuất sắc đời 2014. Điều hòa di động này các bác dùng rất là tiện. Cắm điện cái là mát thôi. Máy chạy điện 100V các nhá, chứ là phải mua thêm đổi nguồn. Con này thì cái đây là cái cửa thoát khí nóng của nó này. Đây cửa thoát khí nóng nhá. Còn đây là dàn nóng. Đây là điều khiển đa năng từ xa. Em bán con này là 4 triệu nhé. Đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác cứ liên hệ thôi. 4 triệu, đời 2014 này. Số 58. Máy rất là đẹp. Hình thức đẹp mỹ mãn các bác nhé. Đây, các bác ở xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt. Đây. Xin chào các bác.